quay trở lại với channel mình thì lại mình đây Sion. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một con hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một cái series mới. Thì đó chính là series thế giới Trigger. Ở trong video thì trước qua đây chúng mình like và subscribe và quên bấm chuông và cho một thông báo tất cả để không bỏ lỡ video nữa kênh nhá. Và đừng quên chia sẻ video này lên Facebook để có thể nhiều người đến nhá. Ok, thì hôm nay trong tập 1 đầu tiên của series này thì mình hướng dẫn các bạn cách để làm thang máy đi lên đi xuống 2 tầng cực kỳ đơn giản và easy nhá. Ok, và các bạn đừng quên ủng hộ tất cả bên trong cool team nữa, bao gồm Hyon TV này, Missy TV, Sakato TV, Banobita TV, Sasazuki, Moon TV, Kami TV và tôi là Hyon TV nhá. Ok, thì như các bạn thấy ở đoạn đầu video đó thì mình cũng có làm một cái, hiện tại mình đang làm một cái thang máy Trigger đây. Đó, ở đây có một cái lên và trên kia là một cái xuống. Bây giờ mình sẽ đi lên đây nhá. Vào chỗ này. Đó, lên. Đó, mình đã lên được tầng 2. Còn bây giờ để xuống mình sẽ gì vào đây. Đó, mình lại xuống. Đó, rất là đỉnh luôn. Thì cách làm cực kỳ đơn giản và cái này không phải nhờ đắt điện gì hết. Thì bởi vì có Trigger rồi mà. Ok, mình sẽ đi lên. Đi xuống này. Đó, đi lên. Đang tầng 1 đó. Bấm phá. Đi lên tầng 2 rồi. Muốn đi xuống. Đây mũi tên này. Đây. Ok, đó đi xuống. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm này cực kỳ đơn giản nhá. Ok, các bạn ơi, thì hiện tại đầu tiên thì các bạn chỉ cần cho mình, bây giờ đầu tiên các bạn chỉ cần cho mình một cái block bất kỳ thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần cho mình một cái block bất kỳ nhá. Bây giờ các bạn sẽ xây. Mình sẽ xây một cái thang máy. Ok, xây một cái thang máy. Ok, có xây gì được nhá. Mình sẽ xây kiểu xây một điểm, xây một cái mặt mình. Đó, đi sau mình sẽ xây không liên quan. Ok. Bây giờ mình sẽ xây một cái tầng. Ok, mình sẽ xây một tầng. Thang máy kiểu cái gì? Cái gì thôi. Ok, mình sẽ lắp này đã. Ok, kia. Bây giờ các bạn lên sớm thì các bạn, mình nghĩ các bạn khuyên các bạn nên xây thêm một cái mô hình để chỉ lên chỉ xuống cho nó dễ phân biệt đấy. Ok, mình sẽ đặt